chào các bạn đã quay trở lại với B-Channel và hôm nay thì sẽ không phải là Ngọc mà mình là Hoàng đây. Những tin tức công nghệ ngày hôm nay sẽ bao gồm: đầu tiên, rò rỉ hình ảnh quảng cáo Redmi K30 tiết lộ cụm camera dọc. Theo DxO Mark, iPhone 11 Pro Max quay video tốt nhất hiện nay. Sony bán Xperia 5 tại Việt Nam đắt ngang iPhone 11 Galaxy Note 10. Thua lỗ 18 quý liên tiếp, CEO LG Electronics phải từ chức. Hai vụ điện thoại bốc cháy chỉ trong một tháng, Xiaomi tiếp tục phủ nhận trách nhiệm. Redmi K30 5G được xác nhận sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 12 tại Trung Quốc. Mới đây, trên trang Weibo đã xuất hiện hình ảnh rò rỉ về chiếc smartphone này với camera selfie kép cùng cụm camera sau đặt dọc ở giữa mặt lưng. Theo hình ảnh rò rỉ, có vẻ như chiếc smartphone này sẽ được trang bị cụm 4 camera sau. Lưu ý rằng đây là hình ảnh không chính thức của Redmi K30 và không gì có thể đảm bảo tính xác thực của bức ảnh này. Redmi K30 sẽ là smartphone tích hợp 5G đầu tiên của thương hiệu Redmi có hỗ trợ cả mạng độc lập và không độc lập. Đây cũng sẽ là điện thoại đầu tiên có cảm biến độ phân giải cao đầu tiên trên thế giới. Khả năng sẽ đi kèm với bộ vi xử lý Snapdragon dòng 7XX hỗ trợ 5G. Mới đây, DxO Mark đã công bố danh sách các smartphone có chất lượng camera tốt nhất trong năm 2019 và danh hiệu cho chiếc điện thoại có khả năng quay video tốt nhất năm đã thuộc về iPhone 11 Pro Max. Khi trong bài kiểm tra quay video, máy đã đạt được 102 điểm. iPhone 11 Pro Max có thể quay video 4K ở tốc độ khung hình 60 khung hình trên 1 giây và gam màu rộng với cả 3 camera với cảm biến chính 12 megapixel, ống kính góc siêu rộng và camera tele, biến nó trở thành smartphone duy nhất trên thế giới có khả năng làm như vậy, bao gồm cả iPhone 11 Pro. Ngoài ra, theo sau iPhone 11 Pro Max là Mi CC9 Pro Premium Edition mới ra mắt của Xiaomi với tổng số điểm là 102 điểm. Tiếp đến là Google Pixel 4, Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G và Samsung Galaxy S10 5G lần lượt ở các vị trí thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Sony mới đây đã chính thức phát đi thông báo sẽ phân phối chiếc Xperia 5 tại Việt Nam trong thời gian tới với mức giá 20 triệu đồng. Xperia 5 là smartphone mới nhất được Sony ra mắt hồi tháng 9 năm nay tại IFA 2019. Có thể coi Xperia 5 là phiên bản thu nhỏ của mẫu máy cao cấp Xperia 1, thừa hưởng nhiều công nghệ như màn hình OLED 21:9, chip Snapdragon 855, cụm 3 camera hỗ trợ quay phim HDR 4K. Điểm khác biệt lớn nhất của Xperia 5 so với Xperia 1 là màn hình 6,1 inch, nhỏ hơn so với 6,5 inch của Xperia 1. Với mức giá 20 triệu đồng, Xperia 5 đắt ngang với những mẫu máy cao cấp khác đến từ các thương hiệu đình đám như Apple iPhone 11 hay Samsung Galaxy Note 10 Plus. Sản phẩm của Sony được đánh giá là sẽ khó cạnh tranh với mức giá như vậy. Dù vậy, Sony cũng không có kế hoạch bày bán Xperia 5 rộng rãi. Cụ thể, chiếc máy này sẽ không có mặt tại các hệ thống bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, mà sẽ được Sony trực tiếp phân phối qua chuỗi cửa hàng Sony Center của mình. Đây cũng là cách được Sony lựa chọn để bán chiếc Xperia 1 trước đấy. Xperia 5 sẽ chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày hôm nay, tức ngày 2 tháng 12. LG Hàn Quốc đã chứng kiến lợi nhuận dòng giảm hơn 30% trong quý 3 năm 2019. Chính vì thế mà giám đốc điều hành của công ty Jo Seong-jin đã bị buộc phải từ chức. Chiếc ghế CEO của ông Jo Seong-jin từng được gia hạn thêm 3 năm vào tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, mới đây, LG đã quyết định bổ nhiệm một người đứng đầu nhóm chiến lược mới, đồng thời tổ chức lại các lĩnh vực khác theo chiều sâu. Brian Gong sẽ trở thành người kế nhiệm Jo Seong-jin, có mặt tại LG đã 32 năm, giám đốc mới của LG Electronics chuyên về dữ liệu AI, nhưng nhiệm vụ là sẽ không hề dễ dàng cho vị CEO mới này. Lại thêm một chiếc smartphone Xiaomi khác bốc cháy tại Trung Quốc. Theo Song Junjie, một người dân tại tỉnh Hà Nam, anh đã mua một chiếc điện thoại Redmi Note 7 Pro cho bố mình và sau hơn 3 tháng sử dụng, thiết bị này bỗng dưng tự bốc cháy. Điều này xảy ra vào ngày 27 tháng 11 và chiếc điện thoại này được mua từ ngày 24 tháng 7 tại CEO Mall ở Trung Quốc. Theo nguồn tin từ Gizmo China, chiếc điện thoại này được bố anh đặt trên một cái chăn và đang phát video. Sau đó, nó đã tự bốc cháy, khiến ông thức giấc vì ngửi thấy mùi khét. May mắn là không có bất kỳ thiệt hại đáng kể nào, ngoại trừ chiếc điện thoại và cái chăn đã bị thành than cùng một vết bỏng nhỏ trên cơ thể của bố song do cố gắng dập tắt ngọn lửa. Bức ảnh mà Song Juje đã chia sẻ cho thấy chiếc điện thoại này đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Một phát ngôn viên đang công tác tại mảng dịch vụ hậu mãi khách hàng của Xiaomi cho biết,
Chiếc smartphone của ông Song bị cháy xuất phát từ một vấn đề không liên quan đến chất lượng sản phẩm. Xiaomi tuyên bố rằng sự cố này xảy ra do ngoại lực và rũ bỏ mọi trách nhiệm. Đây là chiếc smartphone Xiaomi thứ hai bị cháy được ghi nhận chỉ trong một tháng. Trường hợp đầu tiên là một chiếc Redmi Note 7S của một người dùng có tên là Chafanishwa sau một tháng sử dụng. Xiaomi Ấn Độ thì cũng đưa ra câu trả lời tương tự với người dùng này. Không chỉ một mà đến hai trường hợp bốc cháy trong cùng một tháng. Điều này đã dấy lên một mối lo ngại về chất lượng của những chiếc smartphone đến từ Xiaomi. Hơn nữa, thái độ và cách xử lý của Xiaomi với khách hàng cũng đem đến cho người dùng ít nhiều cảm giác không thực sự an tâm trong dịch vụ hậu mãi của hãng. Và đó là tất cả những tin tức công nghệ nóng hổi ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Bye!